Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chế độ Class 2023. Cùng mình tìm hiểu về chế độ Class sau lần trở lại máy chủ Việt Nam này nhé. Chế độ Class là một chế độ đấu giải theo team. Với mỗi một team, các bạn sẽ bao gồm 5 thành viên. Và sau khi vào được nhánh 8 đội thì các bạn có thể chọn thêm một thành viên dự bị nữa nhé. Thành viên dự bị này thì sẽ không được có mức xếp hạng cao hơn các thành viên cũ. Đặc biệt hơn, các team sẽ chinh chiến với nhau để giành lấy chiếc cúp danh giá. Chiếc cúp này thì sẽ lưu giữ vĩnh viễn ở trong tài khoản. Rất là đẹp nha. Về lập team, chế độ Class sẽ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần. Và trước đó 1 tuần, các bạn sẽ được tạo team cũng như là tuyển chọn thành viên vào trong team của mình nhé. Về tên đội, các bạn có thể đặt bằng 3 ký tự viết tắt giống như các đội tuyển chuyên nghiệp, cũng như tên team thì có thể đặt theo tiếng Anh. Về biểu tượng của team sẽ được trưởng nhóm lựa chọn dựa theo những biểu tượng mà các thành viên khác đã sở hữu trong các mùa giải Class trước đó. Đặc biệt hơn, biểu tượng của team sẽ được đổi màu dựa theo số biểu tượng mà các thành viên khác có sẵn ở trong team. Và cuối cùng là bậc trong Class. Bậc trong Class sẽ dựa theo mức rank trung bình của các thành viên trong team. Và lưu ý, các bạn phải đặt mức vinh danh 2 trước khi tham gia Class nhé. Bậc trong Class sẽ quyết định ra đối thủ mà team bạn gặp phải, bao gồm 4 bậc. Dễ nhất là ở bậc 4, tiếp đến là bậc 3, bậc 2 và đương nhiên đối thủ mà team bạn khó nhằn nhất chính là ở bậc 1. Ngoài ra, để tránh cho tình trạng smurf, lấy rank cao đè rank thấp thì chế độ Class còn yêu cầu các bạn phải xác minh số điện thoại trước khi tham gia Class nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã chính thức đặt chân vào chế độ Class. Ở giai đoạn này sẽ là giai đoạn điểm danh. Trước khi trận đấu diễn ra 30 phút, tất cả các team sẽ cần phải vào điểm danh. Và nếu như team bạn không điểm danh, sẽ bị loại ra khỏi giải đấu đấy nhé. Ở giai đoạn này, team bạn sẽ được thăm dò về đối phương. Lịch sử đấu cũng như KDA của từng thành viên đều sẽ được lưu lại. Chính vì vậy, team bạn cần phân tích thật kỹ về lối chơi cũng như phong cách của team bạn để đưa ra những lượt cấm chọn nhé. À mà cũng đừng quên, đối phương cũng sẽ nhìn thấy những thông số này của team bạn. Chính vì vậy, hãy cất đi một vài con bài tủ để tránh cho trường hợp bị ban thì buồn lắm đấy nha. Thi đấu. Với mỗi ngày diễn ra Class, team bạn sẽ được phân vào các nhánh khác nhau. Ở ngày thi đấu đầu tiên sẽ là nhánh 4 team. Và ở ngày thi đấu thứ 2 sẽ là nhánh 8 team. 8 đội này sẽ thi đấu với nhau và giành lấy chiếc cúp 8 đội. Và cuối cùng là ngày thi đấu thứ 3 sẽ là nhánh 16 team. 16 team sẽ thi đấu với nhau để tranh giành lấy chiếc cúp vô địch. Cúp này là cúp 16 đội, cũng là cúp danh giá nhất. Và nếu như chẳng may team bạn bị thua ở trận đấu đầu tiên thì cũng đừng lo lắng nhé, bởi vì team bạn sẽ được chuyển xuống dưới nhánh thua. Ở dưới nhánh thua, các team sẽ được bắt cặp với nhau và thi đấu chọn ra một đại diện ưu tú nhất để tranh giành lấy chiếc cúp vô địch. Chính vì vậy, các bạn đừng lo lắng nhé. Vé. Để tham gia chế độ Class, các bạn cần phải có vé. Vé Class được chia ra làm hai loại. Vé Class thường được mở bán trong cửa hàng với giá 975 tinh hoa lam. Và vé Class VIP được mở bán trong cửa hàng với giá 975 RP. Vé Class sẽ ảnh hưởng tới phần quà mà bạn nhận được sau mỗi giải đấu. Bạn có thể sử dụng một vé hoặc 5 vé. Khi sử dụng một vé Class, bạn sẽ đổi được một viên Class. Còn nếu sử dụng 5 vé thì bạn sẽ đổi được một hộp Class. Đặc biệt, nếu dùng vé Class VIP, các bạn sẽ còn nhận được thêm nhiều phần quà nữa đấy nhé. Phần thưởng. Sau mỗi chiến thắng ở chế độ Class, bạn sẽ nhận được một lượng điểm chiến thắng. Điểm chiến thắng này dùng để đổi cơ hiệu hoặc một số phần thưởng khác như biểu tượng, biểu cảm. Đặc biệt hơn, nếu team bạn vô địch ở một nhánh của chế độ Class sẽ còn nhận được cúp vô địch. Cúp vô địch sẽ tồn tại vĩnh viễn ở trong hồ sơ cá nhân. Và trong bản đồ Summoner Rift, cúp vô địch sẽ xuất hiện trên nhà chính của bạn trong tất cả các trận đấu mà bạn chơi để tri ân cho thành tựu mà bạn đã đạt được. Chế độ Class sẽ xuất hiện vào ngày 6 tháng 3 sắp tới. Chính vì vậy, đừng quên rủ anh em bạn bè chiến ngay Class nha.